Một trao cái tay thật nồng nhiệt nữa được không ạ? Xin cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị, các chị và các bạn thân mến, tiếp theo thì chúng tôi xin phép được tiến hành nghi thức quay số may mắn cho giải 3. Nhưng mà trước khi chúng ta bước vào nghi thức này thì chúng con xin được phép được đính chính lại một lần nữa. Đó là do tâm tư tình cảm và nguyện vọng của quý vị khán giả ở đây, chúng ta có những người đã đem tấm lòng của mình ủng